Xin chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu bạn về cái modem hạ áp DC, modem nguồn DC. Điện áp input là 5V tới 40V DC và output là 1.2 tới 35V DC. Nó có cái chỉnh dòng và chỉnh áp, giới hạn dòng. Đây là cái modem mình giới thiệu các bạn đây. Các bạn quan sát thấy. Thì ở đây nó có hai cái biến trở để chỉnh, một cái là CV là chỉnh áp ra, một cái là CC để chỉnh giới hạn dòng ra. Bạn thấy đây là hai cái tản nhiệt cho hai cái con IC này. Đây có tụ. Đây là input và output. Đầu input output đây. Các lỗ để bắt ốc vô mạch. Cái mạch gầm của nó đây. Nó có rất nhiều cái linh kiện dán, cái linh kiện trở dán, IC dán nhỏ nhỏ đây. Sẽ đo thử kích cỡ cho bạn xem cái kích cỡ của cái mạch này. Chiều dài nó là 6.5 cm, cái bề ngang của cái bảng mạch này là khoảng 3.6 cm, bề ngang cả cái tản nhiệt này là khoảng 4.8 cm, cái chiều cao này là khoảng 2.2 cm. Và đây mình đã có một cái mạch để mình sẽ test cho các bạn. Mình đã ráp vô cái bộ nguồn DC của mình. Cái bộ nguồn này, bộ nguồn mình điều chỉnh được, mình đang cho điện áp ra là 24V. Và mình cũng đang chỉnh cái đầu ra của cái này là mắc. Đầu ra của cái modem nguồn, modem hạ áp này là mắc. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái biến trở để cho nó thay đổi cái giá trị. Nó có hai cái biến trở để chỉnh, một cái là giới hạn dòng, một cái là điều chỉnh áp. Mình sẽ chỉnh cái điều chỉnh áp cho các bạn thấy. Các bạn sẽ quan sát cái đồng hồ này và sẽ quan sát cái giá trị nó thay đổi. Đó. Mình đang chỉnh theo ngược chiều kim đồng hồ thì điện áp nó đang giảm. Các bạn thấy, các bạn xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ là nó tăng điện áp lên, và chúng ta xoay theo ngược chiều kim đồng hồ nó giảm điện áp đi. Và cái mạch này nó có cái dòng tối đa là 9A, công suất tối đa khoảng 300W. Thì để test chạy các thiết bị mạch nguồn, test các thiết bị tốt thì bạn sử dụng dòng khoảng 5A đổ lại, nó an toàn cho cái mạch này. Trường hợp các bạn sử dụng dòng quá cao nó sẽ gây cháy mạch, hoặc áp quá cao gây cháy mạch. Ở đây mình sẽ chỉnh khoảng áp ra để mình để 12V. Vâng, đây là điện áp ra mình để 12V. Các bạn chỉnh bằng cái con biến trở chỉnh áp CV này. Còn con này là giới hạn dòng ra. Trường hợp bạn muốn giới hạn dòng ra khoảng 2A, 3A thì bạn chỉnh cái con này. Cứ theo chiều xuôi kim đồng hồ là tăng lên và giảm, ngược chiều kim đồng hồ là giảm xuống. Và cái mạch này thích hợp cho bạn chế tạo cái nguồn DC điều chỉnh được để bạn test các linh kiện, test các thiết bị, thích hợp cho các bạn nghiên cứu hoặc các anh thợ sửa chữa điện tử. Rồi video mình giới thiệu cái modem nguồn hạ áp 300W 9A DC tới đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.